khoảng cỡ là 5 phút nữa mình sẽ tới cái chỗ câu cua. Cái tàu sao mà nó dướng vô trong cái lùm cây đó vậy hả? Sao nó lật bụng lên rồi? Chạy cẩn thận em, tới đây stop rồi em. Khoảng có 5 phút nữa thì nhà mình sẽ tới cái chỗ câu cua. Hồi 1-2 năm trước á, cái mình có đi đến đây câu rồi. Cua ở đây á, thịt rất là chắc, ngon. Câu cua ở Mỹ á, mình không biết mấy tiểu bang khác làm sao, chứ ở cái tiểu bang mà North Carolina này á, thì câu cua không có cần bằng license. Không có cần bằng license gì nha quý vị. Không có cần cái bằng câu cua gì hết. Mình cứ câu cua thì mình lấy thôi. Một người thì như được mấy chục con á, 50 con em ha. Dạ. Trên 5 anh. Nhưng mà cua ở đây mình bắt là nó bự trên 5 inch trở lên mình mới được bắt nha quý vị, gần bằng một cái tờ tiền á. Đó, mình đo từ cái đầu nhọn này đến cái đầu nhọn kia là 5 inch á thì mình mới được bắt. Hình như từ cái khúc này cũng được câu rồi nè em. Ở công viên này nè, thấy có nhiều người họ cũng có câu cua ở chỗ này nữa nè. Nhưng mà bình thường thì nhà em câu cua ở bên đây, chuẩn bị tới nè. Chuẩn bị qua cái bãi câu cua. Cái gì con? Ừ. Rồi. Chuẩn bị tới con. Hãy nói cho Sam ngủ đó. Rồi Sam chào ông bà cô chú rồi. Sam chào ông bà cô chú. Rồi Sam đi đi bắt cua. Đi câu cua. Đi câu cua vậy. Hello con Linda. Hai con. Đó, xe bên nhà của anh Hiếu cũng tới rồi nha quý vị. Đó, một hồi mình câu cua ở đây nè con. Đi vô trong đây nè, mát nè con. Cây nè, chỗ nè mát nè. Chị Cam ơi, hai chị, hôm nay là gia đình nhà của anh hai nếu mà ra ngoài này đi câu cua nha. Người ta chập một chùm luôn á, câu cua cho mấy cái hốc đá á, cua là nhấp luôn á. Hi, how are you doing? Good. Thank you.
giống chị lắm luôn á. Trai chưa? Không. Lo học không mà. Không chị? Đâu là ôm sách gì? Chắc là mạng xã hội rồi ít chơi lắm. Đa số là nó coi sách của vợ nhiều. Ở đây tại vì cái bến, cái chỗ này, bến này nó hơi sạch sẽ, cái người ta đi ra ta chơi rồi chứ. Ra đây mát, đứng chơi rồi. Trời ơi, đây nãy thấy mấy cái đấu vậy từng từng này nhóc luôn, ông thiếu ông đi qua túi quả này. Anh phá nữa chỗ người ta khâu nên anh mới đi qua chỗ kia đó anh. Rồi sao lại? Nó chưa ăn lại, nó hơi đi vô, nó khi mà cua nó ăn là nó như vậy đó. Hay là tại anh em mất kiến á. Nó không thấy á. Từ từ chứ sao. Vậy là có hy vọng mà ha. Có cua ăn là được rồi, nhưng mà có thể là gần chiều bắt đầu nước nó im lại á, mình dễ bắt hơn. Cái giận mình nên là bọc nước rồi, hơi ấy chút xíu. Nhưng mà câu dây để em không dục ra được gà cho thêm. Trời ơi, ghê chưa? Dữ dội không? Thôi giờ mình qua bển đi. Chưa, cái độc ở đây là đây nè, anh ở đây anh chỉ cả nhà coi coi. Đó. Thấy không? Thấy gì không? Bên này cái bên kia cái. Carolina Lifetime Fisherman. Bên kia cái luôn. Thôi, hẹn cả nhà cái bãi biển kia đi, giờ mình đi qua bên kia.
hồi mới nhảy xuống mày luôn kìa. Đâu đâu đâu. Giờ hai anh em mình chờ quốc lượng nha. Ok. Không chạy con làm lên đi. Thưa với quý vị là ở đây cá này là mình chài mình được bắt là thoải mái nha. Ồ đâm quá giờ đâm luôn rồi nè. Cá này cá đối. Không có chừng con đó. Được bắt là không giới hạn. Đó, có nhiều anh chị coi mấy cái video trước đó là nói là sao mà bắt cá bắt thoải mái vậy. Thì tùy loại cá mình được bắt. Con loài gì vậy sao? Mình phải có cái license. Còn cá đối á là mình bắt thoải mái. Ồ. Cái này là chắc dính gốc gì mà đâm bực bực ở dưới. Ồ, có dính con cá gì nè. Cá đối là mình được bắt. Được bắt không giới hạn. Tại ở Mỹ cá đối nhiều lắm. Ừ. Mà đi chạy cá này nè là mình phải có bằng nha. Không có bằng là họ xuống họ kiểm tra, họ thấy mình chạy có cá đó, họ kiểm tra bằng không có là họ phạt đó. Còn tôm á thì còn nếu mà tôm á thì không cần bằng. Cái này nó dễ gối thiệt á, hay là ca chạy dục vô trong trong cái thao. Không cần. Ý là lúc mà anh đi vô á là anh dục vô cái thao á nó đỡ gối á. Chạy nãy mới chạy nó vô nó chắc mới vô một tháng á. Cái nãy là một con luôn hả? Cái nãy với mấy chục con á. Không đi lên đi con. Bữa nay chạy là đã luôn á kìa. Cái nước này tôi thấy cá ngon. Cá đối, cá đù là mấy cá đó mình được bắt là không có giới hạn. Unlimited. Unlimited. Là phiên bản. Nhiều cái anh chị không biết anh nói tại sao mình đi chạy bắt nhiều thì không có lực lệ gì hết trơn vậy. Ở Mỹ này cái gì nó cũng có lực hết trơn nha quý vị. Câu cá, bắt cá, cá bự, cá nhỏ. Đây nè, đây nè. Ông anh ơi, nó giật, nó chạy ra ngoài rồi. Chạy ra ngoài thì mình chụp ra ngoài. Ý là nó chạy cái hướng qua bên phải. Đúng rồi. Trời ơi, tại sao vậy? Nó dây nhưng mà con cái nó bị giật. Tròn dữ ta. Cá nó vô trong đây cái chạy con lỗi này nè. Con nó xuống lẹ lắm á. Nó nặng rồi. Câu mình vô nguyên bầy cá. Câu vô một bầy cá con kìa. Ôi trời ơi, thả dưới luôn đi, nếu mà đừng lôi nó. Nó rồi nhưng mà cá gì vậy ta? Giống như cá chích vậy. Này cá chích nè. Cá chích cái màu gì đó giống vậy. Còn một bầy luôn kìa. Anh đại ca đạp lên chạy cho em. Em thấy dưới Florida người ta chạy mấy cá này người ta. Ôi. Người ta làm đổ ăn luôn mà không biết có phải là cá này hay không mà sao em nhìn thấy rất là giống cá này nè. Trời ơi sao mà tôi chạy vô cái bầy cá này vậy ta? Cái đúng quá hả? Ồ cá hàng trăm con á quý vị. Đúng rồi hả? Ok, cung không. cung không. Cung không. Ôi như hồ nuôi không? Người chài có tạ quả, có tâm nhất. Mấy cá nhỏ nó mình nên thả nó. Thả nó cho nó sống, bắt nó đi. Anh hai thì anh đang miệt mài con cua ở bên đó. Con thích không Linda? Hả? À, thích không? Dạ. Dính cá nhiều thích không? Chú muốn chạy thử không? Không nổi đâu. Cười. Chú nói con hiểu không?
hiểu à. Vậy mà mẹ con biết chài nha. Mẹ con chài giỏi lắm đó nha Lê Bà. Có đâm bực bực vô này ra không? Hay là nãy em ra ngoài này em chài cái dính bầy cá đối đó là tại nó đang lội vô này ca ơi. Dính gì rồi? Dính đá. Anh Hai dục cái đùi gà văng ra ngoài á. Coi chừng bác trúng nước bây giờ. Con né qua cho bác đi con. Cua mà trên 5 inch trước đó mình mới được bắt. Ừ, đừng ra đi. Bữa hổm ở đây chài cũng cua này con. Ờ, bữa hổm ở đây chú chài bữa đó cũng dính được 4 con á. Của em với cô anh Hiếu luôn, mấy con bự bự hả? Cua chắc ngon lắm nè. Trời đất ơi. Con tránh ra cho cái gì cha, tránh ra cho con bắt cua coi hả? Đó là nha, này nha, 1 2 3. Ôi coi chừng cua nó kẹp nó lâu xuống á nha. Con cua nó kẹp nó lâu xuống á, nó chưa có ăn mà con lôi lên. Bây giờ nó cầu. Ồ, dính mấy con luôn. Ồ, con bự quá anh Hiếu ơi. Mấy con bự luôn nè. Ồ, mấy con này bự không anh Hiếu ơi. Ôi, ôi. 5-7 con luôn nè. Như cái lóc luôn nè. Con này bự không nè anh Hiếu. 2-4-5-6 con. Đây. Ôi trời ơi. Ôi. Mấy con anh? Nếu mà ấy nó là cá kết chứ không phải cá đối. Cá đối nó là cái sọc đen trắng. Còn con cá kết là cái là nó cá nhỏ không phải. Cá này là bơ vịt luôn á. Ừ, cá này là đâm bắt đầu mới có cảm giác biết được. Đâu chị cái thi? Quá trời luôn. Con hồi xíu rồi. Con này không chi vậy? Tại nó dính nước lại nó dính rồi. Có sứa rồi nha. Dính đã phòng
cá gì vậy? Cá xương. Cá xương. How you doing? Good. Woo. Didn't smell it, huh? Uh-huh. Yeah, they've been a little scarce this year. You got the mullet too? Yep. Uh-huh. Hey. Yeah, I use it for bait. Uh-huh. Ông lấy này for bait không? You use it for bait too? No. Nah, I use them. Those are good lines, but I'm not fishing. I'm fishing bottom tonight. Oh, okay. Thả về chơi về với nhà. Con giục cái đùi gà coi chừng con cá rồi nó ăn cái đùi gà con nha xem. Để xong bắt nó. Thôi, cái này mình đừng bắt con. Thả nó đi đi. Con thì đi câu cua kìa coi kìa. Đó. Ui, cá kến. Cá kến. Con dướng cha, dướng cha. Hai con to luôn nè. Chứ bên đây quá nó dày quá. Trời ơi, con cá đù nó bự. Không cảm giác luôn hả? Cá đù ngon rồi. Người trời nặng quá đâu cảm giác được tao chứ. Ôi vô cá đù ngon. Hai con cá kến cũng ngon nữa kìa. Cá ôi. Con cá nấu. Có con cá đù ở trên đây nữa chứ. Bữa nay chạy được mấy cá đù bự bự ngon ngon không à? Cá đù bự ngon này là lên bà. Cá đù bự nè, gớm nè. Đó, con cá đang ngon đây, cá đù. Cá này là kêu cá đù hả? Rất cờ đó. À, con từ. Cá lù lù. Cá lù lù á. Con cá này thì rất là ngon mà không biết tên nó. Nó là rất cờ đúng không anh hai? Ừ, rất cờ. Cá này ngon lắm. Dạ. Rất cờ chứ không phải ma lịch không? Ma lịch là cá đuối. Cá đuối. Đúng rồi, là tặc cá đuối. Còn cá lù lù là rất cờ. Đừng có nói là anh hai qua bển xong anh hai đem nguyên một thùng cua về nha. Cột kêu gốc cây ra gốc cầu. Ghê vậy. Bác đi. Trời hả? Dính chân nè, dính xong nữa nè. Bữa nay là chế cá này đi thuê em là bắt cá đã luôn á. Mới. À, chiều nay là có tôm cho coi nè. Bây giờ này đẹp lắm. Hơn bữa hổm nữa ha. Cái nước này là nước có tôm á. Trời này trời đẹp mà chứ. Cho nắng. Chứ con rắn ở đâu? Làm hết hồn chứ. Chị con này nó lăn. Con gì gì chứ nó con gắn làm em hết hồn hết trơn chứ. Không sợ lắm. Ai cũng sợ chứ. Con có sợ không đi nè. Con tính là con lươn. À hả, con lươn nó chú đâu có sợ, nó con gắn. Em nghĩ giống như con cá. Đứng ở trong kìa, nghĩ nó băng không xa đâu. Đâm.
tắm mà lên đây. Tắm bự bự rồi hả? Ừ. Đâu giờ lên đây hết rồi. Lên đây hết nha. Lên đây hết nha. Chắc là tại giờ kéo ở dưới đâu, đâu có nhảy gì đâu. Để nè nè cho. Tu hồ cái đó tự quăng xa dữ vậy. Ta con cá tôi thấy tâm rõ ràng thấy chưa? Con cá gì vậy? Cá xương. Cá xương hả? Cá xương à. Nó mới tâm mà. Ôi. Cái này bỏ phải không? Cái này là mới mới tâm mà đại ca. Giống như con gà vậy đó. Cá xương xong hả con? Xương hả? Xương. Đại ca cái này mới tâm mà. Không dính con cua cho bá lửa luôn nè. Đây đây cua đây bỏ vô đây. Khoan khoan khoan. Bỏ vô đây. Bỏ vô sâu hả? Dục xuống biển hay dục xuống biển cho mấy con cá nó ngóng. Trời ơi cua bự quá. Cua cho bá lửa luôn thấy không? Đó thấy chưa nè. Cái này thằng xem mới câu nè. Thằng xem mới câu đây hả? Đó cua này là chết. Đó bây giờ con lấy cái đùi gà con để lại cho nó ăn đi. Rồi, quăng lên nếu. Đó, anh chuẩn bị bắt chạy chung với anh Hiếu kìa. I usually get mullet back there. This, but lately, been back there. The last summer, I was getting them here regularly. Ủa nó mới nhảy trước mặt anh luôn anh, ngay bên xíu xíu ra đó đó, xíu đó, anh xíu thẳng mà coi, tay em nè, xíu qua kia, ừ, trời ơi, nó mới nhảy ngay đó luôn á. Ổng đi chài, ổng lấy mồi á. Ổng quay một vòng luôn á anh. Từ Mỹ á, ít có người ăn cá đối lắm à. Ai biết đâu Mỹ thường ăn không? Đâu có, ổng lấy mồi mà. Để làm mồi câu cá khác á. Trời ổng dướng cái gì rồi? Rồi. Lạ một cái á, là chỗ này á, mình chài đứng một chỗ một à. Cứ chài đi chài lại hoài vậy mà có hoài à. Không cần ghế sợ mà động động đi giống như Việt Nam. Không? Càng động mà nó càng vô còn mà giống như mà ở Việt Nam mà động động cái nó đi mất. Ở bên Mỹ này cá động động cái nó lội vô. Ông hỏi anh là dùng mô lịch làm gì? Eat them. Really? How do you guys eat them? We fry them, we gut them. Yeah. We fry them, we get their scales out, and then we'll boil the seeds of them. I might have to try that. Mỹ thật sự họ ít ăn cá đối lắm, ít người ăn. Trời nhưng mà cá đối xương lắm. Vẫn có người ăn. Hồi lúc trước á là bà Cúc Kỳ gì kế bên nhà mình dạy về cho bà ăn hết trơn à. Đúng rồi. Con ơi con quăng con coi chừng trúng ổng nha con. Ngưng đi. Nghỉ mệt chút xíu đi. Có con cua nữa nè. Cua dính cua nữa ta. Ôi
cái này con nó chưa. Dạ. Dạ. Bây giờ không câu cua nữa mà mình chài cua nha quý vị. Con này không được đâu. Con này hơi nhỏ. Con này có thể là dưới 5 inch không được bắt. Small. Yeah.